Cùng với sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch dịch vụ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở nên hết sức bức thiết. Đây chính là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức thực sự đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Bởi ngoài việc đáp ứng về số lượng, thì chất lượng đầu ra sẽ là yếu tố quyết định đến sự thành công trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng hội nhập, ghi nhận những chuyển biến gần đây tại khoa du lịch thuộc Đại học Huế. Khoa du lịch Đại học Huế vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đưa chương trình đào tạo đại học theo cơ chế đặc thù ở hai chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành quản trị khách sạn. Điểm khác biệt nổi bật của chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và các chuyên gia trong quá trình đào tạo nhằm tăng cường năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu công việc ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp bằng việc gia tăng thời gian thực hành, thực tập tối thiểu là 50% tổng thời lượng chương trình đào tạo. Em được đào tạo song song giữa 50% kiến thức, 50% thực hành. Mỗi khi có cơ hội đi thực tập ở doanh nghiệp, em thấy mình được cải thiện và bổ sung cho rồi rất nhiều kỹ năng mềm, kỹ năng doanh nghiệp phục vụ cho nghề nghiệp tương lai sau này của em. Ngoài những kiến thức chúng em được học từ các thầy cô giảng viên của nhà trường, thì em còn được thầy cô và nhà trường tạo điều kiện mời các doanh nghiệp, các công ty đến để nói chuyện, trao đổi cho chúng em về những kiến thức rất là thực tế, bổ ích. So với chương trình đào tạo truyền thống, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù của các ngành học này được điều chỉnh theo hướng mở, dễ dàng chuyển đổi, liên thông, bao gồm cả học phần cốt lõi và cả học phần tự chọn. Hiện nay, khoa du lịch Đại học Huế liên kết với các chuyên gia doanh nghiệp du lịch để thực hiện chương trình đào tạo này. Các doanh nghiệp đã được mời trực tiếp tham gia giảng dạy, đánh giá và tạo điều kiện thực tập nghiệp vụ nhiều hơn tại doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng thực hành để sinh viên có tay nghề ngay trong khi còn học trong nhà trường. Doanh nghiệp của chúng tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề sinh viên về và chúng tôi tạo điều kiện cho các em gần như trở thành là một cái nhân viên chính thức của văn phòng. Các bạn cũng sẽ được tham gia tất cả các hoạt động của văn phòng và được các anh chị chia sẻ về từng lĩnh vực một. Và chúng tôi cũng rất là mạnh dạn để đưa cho các em đi theo những cái đoàn, những cái tour, những cái tuyến để đưa các em đi để các em có được những cái kinh nghiệm thực tế nhất, những cái gì mà quý báu nhất để sau khi ra trường các em có thể lấy đó để làm cái đà để tạo một cái đà để cho các em có thể đi xin việc một cách tốt nhất. Tại trường Cao đẳng Du lịch Huế, việc liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong vấn đề đào tạo được nhà trường đặc biệt quan tâm. Đến nay, nhà trường đã liên kết hợp tác đào tạo với hơn 40 doanh nghiệp, tập đoàn du lịch lớn có thương hiệu trong cả nước. Phía doanh nghiệp tổ chức giới thiệu ngành nghề, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường, đồng thời tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên của trường vào thực tập trong các khách sạn, hỗ trợ việc ăn ở, thù lao trong thời gian thực tập. Khi ra trường, doanh nghiệp hợp đồng tuyển dụng, bố trí việc làm cho sinh viên. Trong các đối tác, Laguna Lanco là một điển hình cho việc liên kết đào tạo của nhà trường. Hai bên cùng phối hợp, ưu tiên hỗ trợ nhau trong việc lựa chọn đối tác đào tạo theo mô hình đào tạo kép và các chương trình quốc tế, đồng thời phối hợp trong hoạt động xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình, hoạt động giảng dạy và đánh giá kết quả học sinh, sinh viên. Hàng năm, Laguna Lanco tiếp nhận nhiều học sinh, sinh viên về thực tập tại các bộ phận khác nhau của khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lanco, đồng thời phối hợp tổ chức cho hàng trăm lượt học sinh, sinh viên của nhà trường về tham quan trải nghiệm nghề nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi ngày càng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với trường Cao đẳng Du lịch Huế. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng việc phối hợp tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên được trải nghiệm nghề nghiệp, thực tập công việc tại Laguna. Khu du lịch chúng tôi có 85% là khách nước ngoài. Qua thực tế, sinh viên thực tập rất cố gắng để đáp ứng các yêu cầu phục vụ khách cùng nhân viên của Laguna. Trong quá trình đào tạo thì phải hợp tác đến nhiều mặt chứ không chỉ là gửi sinh viên thực tập thôi. Mà cái vấn đề người ta tham gia vào cái chương trình đào tạo của mình, cải thiện chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo mới, rồi cung cấp những cái chuyên gia, những cái người có kỹ thuật giỏi để hỗ trợ nhà trường trong cái vấn đề giảng dạy, rồi bố trí tạo môi trường cho học sinh, sinh viên cũng như giảng viên về học tập và làm việc, là dẫn dắt, hoặc là hướng dẫn hoặc là nâng cao nhận thức của các sinh viên vào nghề. Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp du lịch có uy tín, chất lượng cao ở khu vực miền Trung đã liên kết đào tạo, tuyển dụng với các cơ sở đào tạo du lịch ở Huế. Với sự hợp tác này, các doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu việc làm của doanh nghiệp. Qua thực tế, các đơn vị đào tạo cần quan tâm hơn để việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng ứng xử giao tiếp của sinh viên, mở thêm một số chuyên ngành mới đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực du lịch dịch vụ, đồng thời hướng đến chuẩn đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới.